Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoài Niệm Game TV. Hôm nay thì trong một bộ trang phục đó là cướp biển đó của set Pirate, mình tạm gọi là cướp biển vùng Caribe đi cho nó đẹp. Đó, set này thì gọi là cực kỳ là rất đẹp. Đó, thì anh em nào xem cướp biển vùng Caribe chắc là biết set này. Ở trong World Away thì nó cũng có set này để cho anh em xem. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ mặc Necroman trước ngày mở bán và mình sẽ phối. Đó, thì mình phối với cái gì? Thì mình phối với cả một bộ kit skin D. Skin D ha, rất là đẹp. Bộ kit skin D rất là đẹp và mình sẽ phối lên cho anh em xem. Thì Necro này thì nó có thể phối được với cả skin D, phối cả gold và phối với cả đồ rớt. Đấy, có 3 món, tức là cái code của tháng 7 tháng 8 năm ngoái gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Đó, thì hôm nay mình mặc khiên và kiếm skin D thì nó sẽ kích được ở cái pedan dòng tăng sát thương cuối 4% khi anh em sử dụng đồ gold, skin D và đồ rớt. Đấy, với cái vũ khí đó và cái khiên thì anh em sẽ được tăng thêm 3% phòng thủ ở hai cái dinh. Nếu là anh em sẽ được tăng tổng phòng thủ là 6% và tăng sát thương cuối ở cái kiếm, ở cái pedan đó là 4%. Thì khi anh em phối như vậy và anh em tăng thì anh em sẽ bị thiệt thòi đi một chút ở cái vấn đề là cây vũ khí của set Necroman này thì nó sẽ ngon hơn là cái vũ khí của set skin D cũng như là gold cũng như là rớt anh em nhá. Cái khiên thì cũng như vậy. Còn trong video ngày hôm nay thì mình có sử dụng con pet weapon mới và mình sẽ đi PK thủ xoay cho anh em xem. Đó, thì để xem là với một cái cây cướp biển cực kỳ đẹp như thế này và một bộ Necro phối với cả skin D. Skin D này thì nó bằng option của, bằng chỉ số của cái bộ gold thôi, nó cũng như nhau thôi. Nó có nhỉnh hơn một chút xíu nhưng mà nó bị thua thiệt rất nhiều so với cả cái chùy với cái khiên của set Necroman. Thì anh em hãy cùng mình trải nghiệm trong video clip ngày hôm nay cùng với Hoài Niệm Game TV nhá. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ sử dụng máu, hai loại máu, một loại máu cũ và một loại máu mới. Thì để tùy xem tình hình đối thủ thì mình sẽ sử dụng, chứ không phải là lúc nào bật lên thì thực sự nó rất là phí, nó rất là lãng phí. Đây, gặp một bạn phối rách với cả dòng IC. Cà khịa người ta cái để người ta đánh với mình mà quay lại là người ta đã chọc mình luôn rồi. Rồi ok, mình sẽ đánh tử tế, anh đánh thật cẩn thận để cho anh em xem. Rồi, một mạng, hòa một mạng rồi, lúc trước là bị thua một mạng. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cả hai loại máu, hai loại máu xem là bạn dòng IC này có cửa nào không. Đó, xem dòng IC có cửa nào với cả cướp biển vùng Caribe trong phiên bản của Huawei này hay không nhá. Rồi ok, anh em nào đang xem video của Hoài Niệm Game TV mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình một nút đăng ký kênh để theo dõi mình, và khi nó có video tiếp theo nó sẽ thông báo cho anh em. Anh em nào đang xem video thì hãy ủng hộ mình, giúp mình một nút like video này, hoặc là có thể chia sẻ thì càng tốt. Còn không thì anh em hãy like và hãy bình luận ở phía dưới xem cái set cướp biển này của mình hiện tại anh em thấy nó có chất hay không. Đó, hoặc là anh em muốn mình giới thiệu thêm những cái set nào nữa. Thực sự là cái set cướp biển này, cái ạc này là do một bạn fan cứng của kênh cho mình mượn, chứ mình cũng không có đầu tư những cái set đồ nó chất và nó VIP như thế này. Đó, thì hôm nay là mặc một cái set cướp biển này cũng khá là chất, khá là đẹp. Cái set này thì hiện tại thì nó cũng gần 2 style, cũng khá là đắt đỏ. Nó có thể nói là nó đắt hơn rất nhiều những cái set ảo cơ bản của Huawei, ví dụ như là set Leather hay là set Scan hay là set Legend. Đó, thì nó đắt hơn rất nhiều, rất rất nhiều luôn. Đó, hôm nay có dịp là mặc và trải nghiệm để cho anh em xem. Đấy, cũng rất là đẹp, một cái áo choàng của
một cái áo choàng của set Necro, cũng rất phù hợp với set này. Có cái cánh ảo cấp 3 nhưng mà mình không mặc lên. Đó, có cánh ảo cấp 3 nhưng mình không mặc lên. Cầm cái kiếm và khiên này với cả mặc bộ cướp biển này trông giống cái mũ của thuyền trưởng Jack, trông rất là chất. Đấy, mang đến một cái phong cách rất là lạ ở trong MWAY. Trong MWAY bây giờ thì nó rất nhiều những cái set ảo rất là đẹp, cực kỳ nhiều luôn, và nhìn rất là chất, nhưng mà ngược lại thì nó cũng rất là đắt, rất là đắt đỏ. Và Hoài Niệm Game TV thì cũng chưa có những cái cơ hội sở hữu những cái set quá xịn sò để cho anh em xem. Ôi trời ơi, đang đánh thì lại bị ngắt kết nối, buồn dễ sợ luôn, buồn dễ sợ luôn này. Thì mình vào đây, mình vào lại này, vào lại và mình sẽ tiếp tục đánh để cho anh em xem. Nào, tiếp tục nào, tiếp tục. Rồi, xem mình sẽ đánh với một bạn mặc full Necro, có sói Horus, à sói Holy, sorry anh em, có sói Holy. Để thử xem là cái set này với cái kiểu phối như của mình này thì cái tỷ lệ nó và cái độ trâu bò của nó như thế nào. Đánh giá chung thì từ nãy giờ mình đi PK thì mình thấy là cái set này với cái chỉ số phòng thủ nó khoảng 13.600. Lát nữa mình sẽ sâu lên cho anh em xem sau. Chỉ số phòng thủ là 13.600. Ngược lại thì nó có được thêm những cái dòng như là hồi máu và hấp thụ sát thương, cũng như là nhận lại sát thương phản hồi mấy phần trăm đó. Thì với cái set này khi anh em đi chơi thủ xoay, hoặc là cũng như là xoay kiếm ở trên sói thì nó sẽ rất là khỏe, rất là khỏe. Đặc biệt là khi anh em phối như thế này, thì mình đã nói rồi, thì khi anh em phối như thế này thì anh em sẽ bị giảm mất cái sát thương. Ở đây thì khi anh em mặc set này thì nó có hai kiểu phối. Thứ nhất là anh em sẽ dùng dinh pen của Necroman và anh em phối với những cái đồ vũ khí của kiếm khiên của Gold, của skin D, của set rớt. Còn kiểu thứ hai nữa là anh em sẽ dùng vũ khí và kiếm khiên của Necro và anh em sẽ phối với cả dinh pedan cũng như là của set Necro. Đấy, thì nó có hai kiểu phối như vậy thôi. Một là cái dinh pedan theo set, hai là vũ khí theo set. Và đổi ngược lại thì là những cái set đồ cũ thì anh em có thể sử dụng, tận dụng những cái dinh pedan cũ và cái kiếm khiên cũ của bộ Gold, bộ Zerg và bộ Skin D. Đó, thì khi anh em phối đồ cũ với cả dinh pen của set mới thì anh em sẽ bị giảm đi những cái chỉ số tấn công của cái cây MC, cũng như là cây khiên của vũ khí mới thì nó sẽ bị mất, thua thiệt mất khá nhiều dòng. Nhưng bù lại thì anh em được tăng thêm khoảng 6% phòng thủ cũng như là 4% sát thương cuối. Đó. Còn ngoài ra thì khi anh em sử dụng cái kiếm khiên của set mới, tức là Necro này, anh em phối với cả những cái dinh pedan. Trời ơi, lại bị ngắt kết nối tiếp rồi, không hiểu sao. Hôm nay mình đánh ở server 1 anh em nhá. Đó, thì khi mà anh em sử dụng cái kiếm khiên của Necro, còn anh em sử dụng những cái dinh pedan của những cái set như là Gold, Zerg hay là Skin D thì anh em sẽ bị giảm đi cái chỉ số là của dinh pedan, bị thiệt thòi hơn so với cả những cái dinh pedan mới bây giờ của set thuần Necro. Đó. Đấy là mình nói có thể là nó hơi lằng ngoằng một tí. Thì anh em chỉ cần hiểu là khi anh em sử dụng dinh pedan cũ và đồ cũ anh em phối vào đồ mới thì nó sẽ không thể bằng đồ mới được, nhưng ngược lại anh em sẽ được tăng một chút nào đó về phòng thủ đó, và cái đam của anh em sẽ bị yếu hơn. Đó, sẽ bị yếu hơn. Cái này thì gọi là anh em phối để trải nghiệm thôi, chứ thực ra thì nếu mà so nói về cái set đồ mới thì anh em nên chơi một set thuần, set nguyên bản. Thứ nhất là mình cũng đã nói nhiều với anh em rồi, là khi anh em đã vừa lại phải mất công là đi mua đồ cũ để anh em phối, nó bị đắt. Đó, sau đó khi anh em chán, anh em bán lại, anh em thanh lý lại thì nó sẽ bị lỗ thêm một lần nữa, bởi vì là những cái đồ phối này thì thường là người mua người ta sẽ không thích lắm bằng những cái đồ nguyên bản cả một cây. Nguyên bản cả một cây anh em mua thì mua nó cũng dễ, mà khi anh em thanh lý anh em bán nó cũng dễ hơn. Đó. Đó, ok, trong clip ngày hôm nay thì Hoài Niệm Game TV mặc một cái set khá là đẹp, một set ảo khá là đẹp, một set phong cách là cướp biển, pirate,
Sepirate cướp biển và chơi với DK với phong cách thủ xoay cho anh em xem, để anh em cùng trải nghiệm được và cũng cùng hiểu được cái đồ phối của set Necro này với những đồ gold, đồ skin D, đồ rớt nó sẽ như thế nào, để anh em có thể cân nhắc quyết định trước khi phối và bỏ công ra để tìm đồ phối cũng như là bỏ tiền bạc ra để mua set Necro này. Bởi vì ngày mai thì nó đã được mở bán charge rồi, ngày mai là ngày 25 tháng 7 anh em nhé. Rồi ok, một lần nữa thì mình mong muốn là nhờ anh em hãy đang xem video, hãy giúp mình một nút like video. Tất cả những anh em nào đang xem đến đây mà có thể giúp mình một nút like video thì mình sẽ rất là cảm ơn. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng là bấm vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới của video. Cũng là một cái nguồn động lực, động viên cho Hoài Niệm Game TV có thể làm được thêm những cái video tốt hơn nữa để mang đến cho anh em cùng thưởng thức. Rồi, trong quá trình làm video của mình thì có những cái mong muốn hoặc là có những cái yêu cầu gì hơn nữa, anh em hãy bình luận ở phía dưới của video thì để mình sẽ cố gắng và mình sẽ hoàn thiện những cái mong muốn yêu cầu của anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Video hôm nay của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em đã dành thời gian ra theo dõi video của Hoài Niệm Game TV. Và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo của Hoài Niệm Game. Rồi, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.